Đây là tiệm buffet rộng top 1 Sài Gòn. Giá 199, tôm cua còn sống, ăn không giới hạn, có luôn tráng miệng ạ. À. Mọi người không nghe lầm đâu, 199 là có tôm cua còn bơi, tráng miệng, nước ngọt, có luôn nước ép cam tươi và nguyên vài lai dài hơn 100 mét. Ngoài tôm cua còn bơi, cá, ốc, hải sản còn tươi sống, thì điều mà sẽ ấn tượng với tiệm này là tủ mát bảo quản thịt như này nè. Đây là cách thức mà các tiệm khác nên tham khảo và áp dụng để có được thức ăn luôn tươi sống, sạch sẽ cho mọi người. Tủ của tiệm này rất là rộng nên chứa được đủ loại thịt luôn. Với các món chính sẵn thì tiệm này đựng trên chảo giữ nóng đủ các món, từ các loại ốc xào sốt sẵn cho tới các món ăn no, rồi gỏi nè, các món đồng quê như là vịt chu ti ăn kèm bánh mì, rau kho quẹt, cá hấp Hồng Kông, phá lấu, gà thả vườn hay là lòng xào trứng non. Tiệm có đủ các loại sốt như là phô mai trứng muối, sốt thái, sốt tiêu cho mình tha hồ chấm và nướng. Rau ăn kèm cũng rất là đa dạng, có luôn đậu rồng nè, cà bi, rau sống. Nếu thích lẩu nóng thì một bàn có thể gọi thêm một cái lẩu ăn chung. Topping bao gồm hải sản là được lấy thoải mái ngoài quầy, mà nhớ lấy vừa đủ ăn thôi nha, dư là tốn tiền á. Tiệm không vê, không phụ thu, trẻ em dưới 1m miễn phí, từ 1m tới 1m3 là 99k. Cuối tuần thì thêm 20. Tiệm này rộng nè, thoáng mát, sạch sẽ và sang. Cô chủ lại xinh đẹp dễ thương nữa. Lưu lại cuối tuần đi thôi.